Thưa sư cho con hỏi là nhà con mỗi ngày đều có thắp nhang cho bàn thờ Phật và ông bà tổ tiên. Vì kính lễ với ông bà nên mỗi lần thắp nhang con đều vái xong rồi cắm nhang. Như vậy có đức tam quy không? À, xin thưa là việc chúng ta kính lễ tổ tiên á, nó không có đức tam quy nha. À, nhớ điều đó. À, sẵn đây thì sư nhớ có cái câu chuyện cười thời ngày các cái vị trưởng lão hồi xưa ngày nào ta tự nhiên quên mất rồi, hình như là ngày Hộ Tông phải, hình như là ngày Hộ Tông thì có những cái vị mà bên ngoại đạo á thì họ không có cái họ không có cái việc mà thờ tổ tiên, họ không có cái thắp nhang thì họ mới chất vấn ngài á, là bây giờ á, nếu như mà mình nói là Bồ Tát á, thì ở khắp mọi nơi, tức là cái chỗ nào ở trên cái mảnh đất này thì Bồ Tát cũng đều từng bỏ thân mạng xả mạng cho chúng sanh rồi, thì như vậy á, là mình tiểu ở đâu? Họ nói vậy đó, tức là bây giờ chỗ nào thì cũng là Bồ Tát đã từng chết hết rồi, thì bây giờ chỗ nào cũng có thánh hết, thì bây giờ mình tiểu ở chỗ nào? Thì sư nhớ là ngài trả lời một câu thì cũng khá thú vị, tức là chỗ nào mà mình không thắp nhang thì mình có thể mình đi vệ sinh, chỗ nào mình có thắp nhang thì mình không có đi, còn chỗ nào không có thì mình cứ đi. À, thì ngài trả lời như vậy đó. À, tại vì họ quan niệm là mình không có thắp nhang, mình không có thờ ai hết. Rồi, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.